Hello cả nhà, chào buổi sáng thứ hai. Ủa, bây giờ không phải là buổi sáng, bây giờ là 12 giờ trưa thứ hai rồi. Thì 9 giờ sáng là bắt đầu Tina ngồi vào trong ghế kiểm tra email và làm việc tới bây giờ. Bây giờ thì cứ giống như là giờ trưa vậy đó, cho nên mọi người đang nghỉ trưa, Tina cũng tranh thủ quay video vlog chào mọi người một chút xíu. Các bạn thấy sau lưng Tina không? Thì đó là cái bàn mà Tina hay trang điểm hàng ngày. Lúc nào Tina cũng cố gắng giữ cho nó gọn gàng sạch sẽ vậy đó. Nhưng mà thực sự mà nói là rất là khó để mà giữ cho nó thật là ngăn nắp. Tại bởi vì cái lượng mỹ phẩm và cái lượng samples mà Tina cứ tiếp tục nhận từ các nhãn hàng càng ngày càng nhiều á, cho nên nó đã đến cái lúc mà Tina bắt đầu không còn chỗ nữa. Từ lúc mà dọn sang cái apartment này tới bây giờ, Tina rất là may mắn là bởi vì có một cái tủ đồ như vậy để mà Tina chứa hết tất cả các sample mỹ phẩm của mình. Chỉ có cách đó là Tina mới có thể làm cho mọi thứ nhìn thật là ngăn nắp và dễ tìm nhất thôi. Và đây là những cái tủ đồ hàng ngày mà Tina thường sử dụng, cho nên Tina để ở ngoài. À đây thì Tina để tất cả các dụng cụ massage cọ của mình. Tất nhiên là lúc mà Tina cũng rửa sạch cọ rồi mới cất vào trong đây. Những ngăn kéo này là ngăn kéo má hồng, tất cả các sản phẩm má hồng. Đây thì là những cái phấn mắt kim tuyến, nhũ, vân vân. Các bạn, Tina có rất là nhiều nhũ. Và đây là những cái hộp phấn phủ, phấn bột phủ. Rồi cái ngăn này là ngăn son, đủ thứ son mà mình đã sử dụng qua rồi. Rồi còn trong này là cái gì đây? Các bạn thấy đó, Tina còn rất là nhiều đồ mà mình chưa có thời gian để mà sắp xếp nó ngăn nắp. Và hình như cuối cùng á là eyeshadow palette. Rồi highlighter palette, là tất cả những cái gì mà vẫn còn nguyên xi. Ví dụ như đây là những cái son mà Fenty Beauty gửi cho Tina mà mình cũng chưa có khui, thì mình cứ giữ ở đó, có dịp mình sẽ bắt đầu khui ra. Còn đây là những cái đồ mà hàng ngày Tina sử dụng. Ở bên này thì Tina tập trung để hết tất cả các loại BB cream. Trời ơi, nói chung là không phải là mình không ngăn nắp mà nó đã tới cái mức độ là hết chỗ để mà sắp xếp rồi các bạn, hiểu không? Cho nên giờ Tina cứ để tạm như vậy trước đã. Rồi từ từ mình sẽ dọn vô sau. Rồi cái này là kem nền. Bên đây là các loại son mà mình sử dụng hàng ngày. Đây cũng là các sản phẩm mà mình sử dụng hàng ngày. Thì đây thì là tất cả các loại mascara, bút eyeliner. Còn đây là tất cả các loại kem che khuyết điểm, bút chì lông mày, phấn phủ, một số eyeshadow stick, rồi má hồng, rồi một số bảng phấn mắt mà mình hay dùng. Và ở bên này thì mình để các loại highlight, phấn phủ mà mình hay dùng. Nói chung là cái công đoạn mà sắp xếp đồ mỹ phẩm là một cái việc mà lúc nào mình cũng phải làm thường xuyên. Nó sẽ không bao giờ chấm dứt và nó cũng sẽ không bao giờ hoàn hảo hết trơn. Tina chỉ có thể là làm được cái gì trong khả năng của mình thì Tina làm thôi. Ok, trưa rồi, đói bụng rồi. Giờ hôm nay Tina sẽ ăn lại đồ ăn ngày hôm qua. Ngày hôm qua chủ nhật á thì Tina làm barbecue Korean barbecue á, cho nên hôm nay bọn mình vẫn còn cái đồ ngày hôm qua. Bây giờ bọn mình sẽ grill miếng steak này lại và ăn chung với những cái món side dish này như thường thôi.
trưa thôi. Hôm nay thì Nào quyết định là sẽ sử dụng thử cái mặt nạ mới này của Jaejoon mà tuần vừa rồi Tina mới khui hộp và review sơ với các bạn. Tao là Pharaoh đời. Không quan tâm luôn. Không thèm nhìn luôn. Anh nghe thôi, anh chưa thấy mặt em mà. Sợ không? Xin chào buổi sáng. Sáng nay là sáng thứ ba rồi. Và trong tuần này Tina đã hứa với cả nhà Tina sẽ quay các công thức sinh tố mỗi ngày cho cả nhà xem. Tina nghĩ là thay vì Tina sẽ dồn vô một lần, sau đó quay hết tất cả các công thức, như vậy thì sẽ có quá nhiều sinh tố để mà uống trong một lần. Cho nên Tina chia ra là mỗi buổi sáng mình sẽ hướng dẫn một công thức. Sáng nay thì Tina sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm một cái món sinh tố vitamin C này rất là ngon, dễ uống mà còn nhiều dinh dưỡng nữa. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào nha. Hôm nay Tina sẽ làm sinh tố vitamin C. Và cái nguyên liệu đầu tiên á là cam tươi. Đây là những cái tép cam mà Tina đã lột sẵn vỏ. Và khi mà Tina lột vỏ xong thì Tina giữ vỏ lại để mấy lát nữa mình sẽ khử mùi hôi ở trong nhà bếp sau khi nấu nướng, rất là hiệu quả. Ở đây thì có hai lát chanh cắt và Tina giữ luôn nguyên vỏ. Mình có xoài, đây là xoài đông lạnh thì Tina mua sẵn ở trong siêu thị, người ta đã cắt ra và đông lạnh như thế này. Mình chỉ có việc lấy ra để mà làm sinh tố thôi. Và ở đây thì Tina làm khoảng nửa trái chuối. Chuối này thì là chuối tươi Tina mua về cắt ra và đông lạnh như thế này. Tina cố gắng là không sử dụng quá nhiều chuối. Chuối và xoài là đường ở trong cái sinh tố này, cho nên khi mà mình đã dùng quá nhiều xoài rồi thì mình sẽ hạn chế bớt cái lượng đường từ chuối. Cái công thức này rất là đơn giản mà rất là ngon nữa. Nó cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng và vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và ngoài ra còn nuôi dưỡng da của mình nữa. Sau khi mà chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu rồi thì cả nhà sẽ bỏ vào trong máy xay sinh tố. Tiếp theo Tina sẽ bỏ sữa. Hôm nay mình sẽ dùng sữa tươi. Nếu mà các bạn không thích dùng sữa tươi thì các bạn có thể sử dụng sữa hạnh nhân, sữa xoài hoặc là sữa đậu nành đều được cả. Tùy theo cái khẩu vị của mỗi người, có người thích uống sinh tố đặc hoặc là có người thích uống sinh tố lỏng, cho nên Tina sẽ không có chỉ định rõ ràng là cái lượng sữa các bạn cần dùng. Chỉ là khi mà các bạn xay, các bạn thấy là nó đặc vừa đủ rồi thì các bạn không cần bỏ thêm sữa. Nhưng mà nếu mà các bạn thích lỏng hơn thì các bạn cứ bỏ sữa từ từ vào. Cái mức an toàn mà Tina nghĩ là hợp lý là các bạn chỉ cần đổ sữa vào một nửa cái lượng sinh tố của các bạn. Ví dụ như lượng trái cây của bạn chừng này thì các bạn bỏ sữa một nửa. Ok, bây giờ đã sẵn sàng, Tina chỉ cần bỏ lên máy xay và xay thôi. Về phần máy xay thì ở nhà mình xài máy xay sinh tố của hiệu Vitamix. Vitamix là một trong những cái thương hiệu máy xay sinh tố tốt nhất của Mỹ. Lý do vì sao Tina rất là thích cái máy này vì mình cảm thấy là cái máy này xay rất là nhuyễn và nó làm cho cái ly sinh tố của mình nó rất là mịn và dễ uống. Nó xay vừa nhanh mà vừa không có gây ra nhiều tiếng ồn nữa. Giờ Tina sẽ bật công tắc xay nha. Ok, bây giờ Tina sẽ lấy ly và đổ sinh tố ra cho các bạn xem. Như các bạn thấy đó, sinh tố rất là vừa đủ, không quá đặc, không quá lỏng. Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi. Tina đổ ra đúng 2 ly sinh tố như vậy. Một ly Tina đã đưa cho bạn trai của Tina rồi, còn ly này là Tina sẽ uống.
máy xay mềm, không có một chút xíu cặn luôn á. Cam mà các bạn xay chung với sữa tươi nó béo ngậy ngậy, nhưng mà nó có một chút xíu vị chua chua của cam á, uống rất là ngon. Đáng lẽ nếu mà mình bỏ thêm một chút xíu sữa chua vô nữa thì chắc nó sẽ còn ngon hơn nữa đó. Nhưng mà thôi, như vậy là đủ béo lắm rồi. Uống một ly sinh tố như vậy xong là đúng là tràn ngập năng lượng cho cả ngày luôn á. Từ khi mà Tina đầu tư vào trong cái máy Vitamix á, Tina là không có cần phải chạy ra trong bữa trước hoặc là đi ra các hàng quán để mà mua sinh tố nữa. Hầu như là sinh tố là bọn mình làm ở nhà không thôi. Và bởi vì khi mà các bạn làm sinh tố ở nhà là các bạn có thể chắc chắn rằng là các bạn không bỏ thêm một chút xíu đường gì hết trơn á. Tất cả là hoàn toàn 100% nguyên liệu tự nhiên chiết xuất từ trái cây luôn á. Lúc nào trong nhà mình cũng có sẵn những cái nguyên liệu này, cho nên làm ra một ly sinh tố này cực kỳ đơn giản. Rồi, tới giờ trưa rồi, hôm nay Tina sẽ nấu thử món gà om, khoai tây, hành tây và trứng cút. Thực ra cái món này thì mình lấy cảm hứng từ cái món gà om khoai tây của Hàn Quốc. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào nha. Về phần ướp gà thì ở đây Tina có 5 cái đùi gà Tina đã cắt sẵn và chặt ra hết rồi. Đây là dầu olive. Rồi, Tina sẽ nêm một tí muối. Tina sẽ nêm một ít hành lá và tỏi thơm. Rồi, Tina sẽ cho khoảng 2 muỗng cà phê xì dầu, 2 muỗng cà phê dầu mè, 1 ít dầu hào, 1 gân, tí bột ớt, một tí đường. Nó sẽ cho một ít tương ớt nữa. Và trong lúc mà tranh thủ gà đang ướp thì Tina đã chuẩn bị các nguyên liệu khác, giống như là mình đã lột vỏ khoai tây cắt miếng to như vậy, rồi mình đã cắt hành tây, mình chuẩn bị trứng cút, một ít hành lá, và đây là một ít hành lá còn sót lại sau khi ướp thịt gà. Lát nữa mình sẽ xào lên cho gà thật là thơm. Rồi bây giờ Tina sẽ bỏ hành lá vào xào nha. Bây giờ nước đã bắt đầu rút lại bớt và Tina sẽ bỏ khoai tây vào. Rồi Tina sẽ bỏ hành tây. Và cuối cùng là cho trứng cút vào. Như là đã xong món gà hầm, trứng cút và khoai tây. Xin chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay Tina sẽ chỉ cho cả nhà làm món green smoothie, sinh tố xanh. Công thức này là mình áp dụng mỗi ngày luôn.
Và mình rất là thích cái công thức này từ bởi vì nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa của mình nè, làm sáng da và lọc cơ thể nữa. Rất là nhiều người hỏi Tina là cái loại công thức uống green smoothie này nó có khó uống hay không, tại bởi vì bình thường á ai cũng thích uống sinh tố với trái cây nhưng mà bỏ rau vô nữa thì mọi người rất là sợ cái mùi hôi, cái mùi ngay ngáy của rau á làm cho mình khó uống. Thì thật sự mà nói á là rau spinach á, là rau chân vịt á, rất là dễ uống và nó không có cái mùi gì hết trơn á. Khi mà các bạn xay chung với lại tất cả các tổng hợp trái cây á thì nó làm tăng hương vị hơn nữa. Tina cảm thấy là không có khác gì khi mà mình uống sinh tố trái cây cả. Nếu mà các bạn đang ở trong quá trình giảm cân, muốn dưỡng da, muốn thanh lọc cơ thể thì chắc chắn đây là công thức dành cho bạn. Và các nguyên liệu mà các bạn sẽ cần á là nửa trái cam. Ở đây Tina làm khoảng nửa trái táo hơn một chút xíu, tại vì cái trái táo này nó hơi nhỏ, chứ nếu mà các bạn mua loại trái táo to thì chỉ cần nửa trái táo là đủ rồi. Một lắc chanh, chanh thì Tina để nguyên giỏ nha. Một ít gừng. Và đây là rau chân vịt. Rau chân vịt thì Tina lúc nào cũng muốn bỏ thêm một chút xíu. Về cái lượng rau spinach thì các bạn chỉ cần nắm một bàn tay. Nhiều hơn một chút xíu nữa cũng không sao, càng tốt cho sức khỏe của các bạn thôi. Nếu mà các bạn ăn ít rau trong thực đơn hàng ngày á, thì cái loại sinh tố này nó còn giúp bổ sung chất xơ cho các bạn nữa. Đầu tiên Tina sẽ bỏ rau spinach vào trước. Sau đó là mình bỏ táo. Tiếp theo là bỏ cam. Một lát chanh. Một ít gừng. Cái loại công thức này thì Tina nghĩ là sẽ dễ uống hơn nếu mà các bạn xay chung với lại nước lọc bình thường. Tina sẽ bỏ khoảng 300ml nước. Vậy là xong rồi, bây giờ chúng ta cùng đi xay cái hỗn hợp này nha. Đây là ly sinh tố xanh. Rất là có lợi cho sức khỏe, giúp đào thải hết tất cả các độc tố trong cơ thể, làm da của mình sáng, căng, mịn mà còn giúp cho hệ tiêu hóa nữa. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Cheers. Chào buổi sáng. Sáng nay tự nhiên trời nó lạnh quá cho nên Tina muốn uống cái gì nó ấm ấm một chút xíu. Bây giờ mà uống sinh tố đá lạnh thì cảm thấy nó hơi lạnh lạnh run run người á, cho nên sáng nay Tina quyết định là pha một ly cà phê nóng để uống. Thật ra thì bình thường Tina cũng rất là ít khi uống cà phê, tùy tâm trạng thôi, chứ mình cũng không có phải là nhất thiết sáng nào cũng phải uống cà phê. Tina thì không có bị ghiền, nếu mà không cần thiết thì Tina sẽ không có cần uống. Bây giờ Tina đang làm đồ ăn sáng. Sáng nay thì Tina sẽ làm một cái món ăn sáng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ nướng một lát bánh mì, trụng sâu một cái trứng hồng đào và ăn một trái bơ. Bơ tươi cả nhà. Giờ đầu tiên các bạn sẽ nấu một nồi nước sôi ha. Tiếp theo đó các bạn sẽ đổ một ít giấm trắng vào trong nồi nước sôi của mình. Tí vậy thôi. Trứng thì các bạn đập ra sẵn ở trong chén như thế này. Rồi các bạn dùng một cái vá tạo một cái dòng nước tròn xoắn như vậy ở trong nồi nước. Rồi từ từ đổ trứng vào. Vậy là xong. Như các bạn thấy thì trứng nó đã tạo ra thành một cái túi rồi nè. Thì Tina sẽ tiếp tục luộc trứng ở trong nồi nước này khoảng 30 giây nữa để cho cái lòng trắng nó chín tới, nhưng mà lòng đỏ nó sẽ không có quá chín. Và nếu mà nó có những cái cợn như vậy á, các bạn chỉ cần vớt ra thôi. Bữa ăn sáng của Tina.
Tina để nó hơi lâu một chút xíu, cho nên là nó chỉ vừa chín tới thôi. Xin chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay là sáng thứ 6 rồi. Tina lại tiếp tục chia sẻ cho cả nhà thêm một công thức sinh tố nữa. Ngày hôm nay thì cái công thức sinh tố này sẽ có một cái màu tím rất là đẹp, bởi vì Tina sẽ sử dụng trái Việt Quất. Ta-da! Bây giờ Tina sẽ hướng dẫn cho các bạn các nguyên liệu chính của món sinh tố ngày hôm nay nha. Món sinh tố ngày hôm nay rất là đơn giản, chỉ có hai nguyên liệu trái cây chính thôi. Nguyên liệu đầu tiên chính là trái Việt Quất. Các bạn nhìn như vậy thấy nó đen đen, đừng có nghĩ là trân châu đường đen nha. Đây chính là trái Việt Quất tươi đông lạnh. Còn đây là chuối tươi Tina cắt sẵn và để đông lạnh luôn. Ở đây cái lượng mình sử dụng là 1 cup chuối và 1 cup trái Việt Quất. Có phải rất là đơn giản không? Và bên cạnh hai loại nguyên liệu trái cây chính, hôm nay Tina sẽ sử dụng sữa dừa coconut milk. Và loại mình sử dụng là loại không có đường nha các bạn. Cách làm thì đơn giản miệng nói luôn. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần đổ hết tất cả các nguyên liệu vào trong máy xay sinh tố như thế này. Vậy là xong. Và tiếp theo thì Tina sẽ bỏ sữa. Ở đây Tina sẽ sử dụng 250ml sữa dừa. Tùy theo khẩu vị của các bạn thôi, nhưng mà với cái công thức này thì Tina rất là thích sử dụng các loại sữa dừa, sữa hạnh nhân và sữa đậu nành vì Tina cảm thấy nó tăng thêm hương vị á. Bây giờ chúng ta cùng đem vào máy xay sinh tố và xay cho nhuyễn hết nha. Các bạn có biết là trái Việt Quất là có khả năng chống oxy hóa rất là hiệu quả không? Nó có thể giúp ngăn chặn sự lão hóa dưới tác động của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và khói bụi nữa. Cho nên chỉ cần mỗi ngày một ly như vậy thì các bạn sẽ có được một làn da đẹp như mong ước. Các bạn thấy là nó có cái màu tím đậm như vậy bởi vì Tina lúc nào cũng bỏ nhiều Việt Quất hơn là chuối và sữa, cho nên nó có một cái màu tím đậm rất là đặc trưng. Nhưng mà nếu mà các bạn điều chỉnh lại cái lượng chuối, bỏ thêm sữa chua hoặc là thêm sữa thì nó sẽ tạo ra một cái màu tím cà rất là đẹp mắt. Bây giờ Tina sẽ uống nha. Wow, ngon quá. Chuối nó tạo ra một cái độ ngọt rất là nhẹ nhàng, rất là thanh. Nó không có gắt giống như là mình bỏ sữa đặc vào trong sinh tố vậy đó. Chính vì vậy Tina không thích bỏ sữa đặc vào sinh tố. Tina thích trải nghiệm cái vị ngọt tự nhiên chiết xuất từ trái cây. Phải nói là cái loại sinh tố này rất là phù hợp cho những bạn mới tập tành uống sinh tố ở nhà. Vì nó rất là dễ uống, hương vị lại thơm ngon nữa. Cho nên đây là một trong những cái loại sinh tố yêu thích nhất của mình. Hello cả nhà. Cả nhà biết không, sau cái video của tuần lễ thứ 3 thì Tina nhận quá trời message, tin nhắn của các bạn hỏi Tina cái cách làm sữa chua bằng Instant Pot. Ngay trong lúc bây giờ thì sữa chua của nhà mình cũng sắp hết rồi, cho nên Tina sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sữa chua bằng Instant Pot như thế nào nha. Okay, các bạn đoán xem Tina đang làm gì. Tina đang luộc và khử trùng những cái hũ vô ua. Trước khi bắt tay vào làm vô ua thì các bạn phải chắc chắn rằng là những cái hũ vô ua các bạn được tiệt trùng thật là kỹ. Như vậy thì vô ua sẽ không có bị chảy nhớt và an toàn hơn ha. Khi mà gắp những cái hũ này ra khỏi nồi các bạn phải hết sức cẩn thận nha, tại vì nó rất là nóng. Úp nó lại để cho nước ở trong nó chảy ra hết ha. Rất là nóng cho nên các bạn phải cẩn thận ở cái bước này nha. Về phần mắt của những cái hũ vô ua thì các bạn không có cần phải sát trùng, cho nên các bạn cứ để nguyên như vậy là được rồi. Ba nguyên liệu chính để mà làm ra một hũ dâu ua thơm ngon tại nhà gồm có một lon sữa đặc nè, một hộp sữa chua không đường và sữa tươi không đường. Cách làm rất là đơn giản. Đầu tiên Tina sẽ chuẩn bị một cái tô inox như vậy. Tất cả các dụng cụ khi mà làm dâu ua thì phải được rửa sạch sẽ và bảo đảm vệ sinh nha cả nhà. Đầu tiên Tina sẽ đổ nguyên một hũ sữa đặc vào trong tô inox này. Sau đó cả nhà dùng luôn cái lon sữa đặc này để mà đong đo nha. Cho 2 lon nước sôi vào trong sữa đặc.
nước nóng là mình đã nấu sẵn. Này, một lon ha, Tina sẽ đổ vào. Thêm một lon nữa. Sau khi đổ hai lon nước sôi vào thì Tina sẽ quậy cho sữa đặc nó tan ra. So với trước đây thì Tina có điều chỉnh lại cái công thức một chút xíu, là bởi vì nhà Tina thích ăn ngọt vừa phải và thích nó không có quá béo. Và với cái công thức này thì Tina thấy là ăn rất là vừa miệng. Và với cái lon sữa đặc này thì Tina lại tiếp tục đong một lon sữa tươi không đường. Sau đó Tina sẽ cho lon sữa tươi này vào trong hỗn hợp sữa đặc với nước sôi hồi nãy. Vậy các bạn lại tiếp tục quậy cho nó đều. Và cuối cùng á, là bỏ hộp sữa chua không đường này vào trong cái hỗn hợp này. Các bạn bỏ nguyên một hũ sữa chua luôn nha. Bây giờ các bạn chỉ cần việc quậy cho sữa chua thiệt á là tan ra trong hỗn hợp sữa này. Như vậy thì khi mà các bạn làm sữa chua của các bạn sẽ mịn và không có cộm á các bạn. Các bạn nhớ là với cái công thức này các bạn phải theo thứ tự từng bước mà mình vừa mới hướng dẫn nha. Như vậy thì sữa chua của các bạn sẽ ngon, chua và mịn. Giờ Tina sẽ chuyển hỗn hợp sữa qua bên này rồi đổ vào từng hũ sữa chua. Với những cái hũ sữa chua đã được nấu chín tiệt trùng và khô ráo, bây giờ Tina chỉ cần việc đổ sữa chua vào trong này thôi. Sau khi mà các bạn đã đổ sữa chua vào trong hũ xong thì các bạn chỉ cần đậy nắp lại thôi. Ok, đây là cái nồi Instant Pot. Trước khi bỏ vô ô vào thì Tina sẽ cho khoảng nửa ly nước vào trong nồi. Nước này các bạn có thể sử dụng nước nguội không sao cả nha. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần xếp vô ô vào trong nồi thôi. Sau khi mà xếp vô ô vào trong nồi xong thì các bạn sẽ cho nồi vào trong máy nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nồi vào trong máy như thế này. Rồi sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Sau khi mà bỏ sữa chua hết vào trong máy rồi thì Tina sẽ chọn chế độ yogurt. Thông thường thì máy nó sẽ tự điều chỉnh là 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nhà của Tina thì thích ăn hơi chua một chút xíu cho nên Tina sẽ để 12 tiếng. Rồi bây giờ bắt đầu sữa chua sẽ được ủ ở trong Instant Pot. Sau 12 tiếng thì các bạn sẽ có sữa chua thật là thơm ngon. Rồi các bạn chỉ cần bỏ sữa chua vào trong tủ lạnh là các bạn có thể ăn được rồi. Sau 12 tiếng Tina đã lấy yogurt ra khỏi Instant Pot và bỏ vào trong tủ lạnh qua đêm. Bây giờ yogurt của Tina đã sẵn sàng rồi nè. Giờ Tina sẽ múc thử yogurt ra cho các bạn xem nó có mịn hay không nha. Dầu u mướt mịn, ngọt vừa phải mà cũng béo vừa phải nữa. Hết sảy luôn. Hôm nay Tina lại tiếp tục chia sẻ cho cả nhà thêm một loại sinh tố nữa. Và món sinh tố này thì gồm có hai nguyên liệu chính. Nguyên liệu thứ nhất chính là dâu tây. Và nguyên liệu thứ hai chính là chuối. Tương tự như các công thức smoothie trước đây thì công thức smoothie này cũng rất là đơn giản. Vì đầu tiên là các bạn chỉ cần bỏ hết tất cả các nguyên liệu vào. Vậy là xong, tiếp theo Tina sẽ bỏ sữa chua. Mình sẽ sử dụng sữa chua đã tự ủ ở nhà. Tina sẽ cho khoảng nửa hũ sữa chua vào trong sinh tố này nha. Và tiếp theo Tina sẽ bỏ một chút xíu sữa vào. Hôm nay Tina sẽ sử dụng sữa tươi. Ta-da! Bây giờ chúng ta cùng đem sinh tố đi xay nha.
Và đây là món sinh tố dâu tây với chuối kết hợp với lại sữa chua và sữa tươi. Chỉ cần kết hợp bỏ chút xíu sữa chua vào trong sinh tố thôi thì sinh tố của các bạn sẽ rất là mịn màng và thơm ngon. Ngoài ra dâu tây còn có khả năng chống oxy hóa, tất nhiên là mang lại rất là nhiều lợi ích cho làn da của chúng mình nữa. Sáng nay Tina vừa mới tắm gội đầu xong, bây giờ mình tự tận hưởng một ly sinh tố. Cheers. Ngon hết chỗ nói luôn á cả nhà. Cứ giống như là đang ăn kem dâu vậy đó. Mà ngon hơn vậy nữa. Cái này không phải là do mình tự khen nha, mà các bạn phải thử ngay cái công thức này tại nhà thì các bạn sẽ hiểu lý do vì sao Tina lại thích cái sinh tố này đến như vậy. Trưa nay nhà mình sẽ ăn bánh canh cua giò heo. Rồi bây giờ nó nóng là Tina sẽ cho hành lá vô, tí ngò, rồi còn thêm tí hành phi nữa, vậy nó mới hấp dẫn. Rồi tô bên kia cũng vậy. Wow, cái giò heo hấp dẫn quá. Rồi hành phi nữa. Ai là fan của bánh canh cua giò heo đâu, vô check in cái đi. Mình không đắp sáng nha, phải ăn cho nóng đây. Nãy giờ thiếu một dĩa giò cháo quẩy, bây giờ đã có đủ đồ rồi, đớp thôi. Episode 10. Cả nhà, vậy là hôm nay là sáng chủ nhật rồi. Trong tuần vừa rồi Tina đã giới thiệu cho các bạn 4 loại công thức sinh tố mà Tina thường xuyên làm tại nhà nhất. Tina hy vọng là các bạn đã thích 4 công thức sinh tố này. Trong tuần này cả nhà sao rồi? Mới đây mà đã 1 tháng Tina làm việc ở nhà rồi đó. Bắt đầu qua tới tuần thứ 3 thì mình bắt đầu cảm thấy cuộn chân, muốn đi ra đường. Nhưng mà với cái tình hình như vậy thì mình phải cố gắng tập cái thói quen mới ở nhà, duy trì cái thói quen sống tích cực để mà bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho cộng đồng nữa. Nhưng mà bù lại qua tới tuần thứ tư thì Tina cảm thấy mình đã thích nghi hơn. Bây giờ tất cả các công việc được đưa ra Tina đã hoàn tất theo đúng cái deadline và cái công việc của mình nó vẫn tiến triển bình thường. Chính vì vậy trong tuần sau Tina cũng có một cái lịch làm việc rất là bận rộn. Dù vậy thì nó cũng làm cho một cái tuần lễ trôi qua thật là nhanh, và Tina có cơ hội để mà ngồi xuống đây và trò chuyện với các bạn. Như vậy cũng là một cái điều rất là may mắn rồi. Trong tuần sau có những ngày mình phải họp từ 9 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ rưỡi chiều lận. Cho nên không biết là trong một ngày Tina có thời gian nghỉ ngơi để mà ngồi quay vlog cho các bạn hay không. Có thể là Tina sẽ không quay mỗi ngày. Tina sẽ cố gắng tập trung ở tất cả các hoạt động, tất cả các việc mà Tina làm và chia sẻ trong tuần sau cho cả nhà cùng xem. Ngoài ra sắp tới thì Sephora sẽ tiếp tục tổ chức cái đợt sale định kỳ. Trong mỗi đợt sale như vậy thì Sephora sẽ giảm 15% cho Beauty Insider và 20% cho VIP Rouge. Mỗi lần mà cái đợt sale vậy thì Tina luôn luôn tranh thủ mua những cái đồ mà mình hay dùng, những cái đồ mà top 10 nhất của Sephora về để dành. Và trong thời gian sắp tới Tina sẽ làm một cái video ngắn gọn chia sẻ những cái món mà các bạn nên mua để mà tranh thủ cái thời gian sale này của Sephora nha. Và Tina hy vọng là cả nhà đã thích video tuần này. Tina chúc cả nhà một tuần lễ vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau.